Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái event khá là lớn đến từ Jack Bet chia sẻ 6.6666 BTC này. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký và có thể tham gia vào chương trình Aerobe rất là khủng này nhé. Ok, mình sẽ hướng dẫn này, các bạn ấn vào register, các bạn nhập email. Các bạn nhập username. Các bạn nhập mật khẩu. Các bạn nhập lại mật khẩu. Các bạn tích vào đồng ý với các điều khoản và các bạn nhấn tôi không phải là người máy. Sau đấy các bạn nhấn create account. Ok, thì nó sẽ thông báo là nó sẽ gửi email xác minh. Các bạn check email nhé. Các bạn mở email lên và check cho mình, ấn vào verification email. Ok, thì nó sẽ active cái tài khoản của chúng ta. Các bạn sẽ login vào được. Các bạn nhấn sign in này. Các bạn có thể thấy đây là cái giao diện mà chúng ta có, và các bạn đang có đây là bao nhiêu, 2000 sát nhé, 2000 satoshi. Tiếp theo các bạn làm cái nhiệm vụ, ok chúng ta ok rồi này, các bạn join vào nhóm Telegram và các bạn sẽ follow trong feeder của nó nhé. Đấy, follow trong feeder của nó, join vào nhóm Telegram. Ở đây thì các bạn sẽ phải điền một cái dạng như thế này. Ok, đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn luôn. Affiliate bonus share. Ok, ở cái phần chia sẻ 3 BTC ấy, thì các bạn sẽ phải giới thiệu. Các bạn sẽ lấy cái đường link giới thiệu này ở cái phần affiliate của các bạn, đây chính là đường link giới thiệu này, và 100 người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ được chia sẻ 3 BTC nhé. Tiếp theo nữa là nhiệm vụ 300 người may mắn, chúng tôi sẽ random user. Tiếp theo đăng ký này, Telegram feeder này, đăng like retweet bài viết này, và mỗi 3 ngày 50 winner sẽ chiến thắng 0.4 MBTC. Ok, ở đây trong này thì mình không biết là cái này nó là cái gì nhỉ. Ok, thì chúng ta cứ điền cái form này vào cái group Telegram của nó đã. Các bạn thay vào bằng username của mình này. Tiếp theo là Telegram Sư Phụ 8. Feeder các bạn copy feeder của các bạn nhé. Đây, bao gồm account phía trước và địa chỉ BTC, thì địa chỉ BTC các bạn lấy ở đây. Các bạn ấn vào phần deposit để lấy cái địa chỉ nhé. Không lấy được. What the hell. Không lấy được BTC ở trong cái ví này. Nếu chúng ta không lấy được thì các bạn có thể lấy ở bên các cái sàn khác, ví dụ như sàn Hợp Cách nhỉ. Nói chung là cái ví BTC là được. Đây, mình sẽ lấy cái ví ở trên sàn. Đây, sao chép địa chỉ luôn và mình sẽ paste vào cái Telegram đây. Enter nó lên nhé, mình làm theo những cái thông tin ở đây thôi. Ok, các bạn có thể thấy là các cái event và các cái nhiệm vụ để chúng ta làm đấy, các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên là đăng ký này, tiếp theo là giới thiệu này, tiếp theo nữa là các bạn sẽ được random. Mỗi 300 user may mắn nhất thì sẽ nhận được 0.002 bit này. Đây là phần thưởng rất là lớn nhé. Tiếp theo nữa là feeder. Feeder thì các bạn vào đây. Đây,
vào cái bài viết này, và các bạn like, retweet mỗi 3 ngày 50 người chiến thắng sẽ nhận được 0.4 MBTC. Đấy, thì các bạn sẽ đây làm cái nhiệm vụ này, comment cho BTC của bạn này. Đấy, có rất là nhiều người đây, ví dụ các bạn like này, các bạn retweet này, đây, và các bạn comment, các bạn đây là yêu cầu tăng bao nhiêu bạn bè, không yêu cầu tăng bạn bè, đây thì ta xem. Xem là những ok, chúng ta sẽ tăng 3 bạn bè đi. Đấy, các bạn tăng 3 bạn bè vào nhé. Đấy, sau đó các bạn điền BTC wallet của bạn. Đấy, các bạn điền vào địa chỉ ví của bạn và các bạn nhấn reply. Thì nếu như các bạn may mắn thì các bạn sẽ nhận được là 0.4 MBTC nhé, chứ không phải là BTC nhé các bạn. Bạn lưu ý nhé, nhìn MBTC là một đơn vị rất là nhỏ của BTC. Đấy, ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho bạn về cái event nhận lên tới 6.6666 Bitcoin. Chia sẻ cho tất cả những người tham gia và đăng ký vào cái site Jackbet này. Đây là một cái site casino và nó sẽ cho phép chúng ta đánh bằng các cái đồng này, BTC này, ETH, Litecoin và Tron. Ok. Đấy, những cái gì thắc mắc không hiểu các bạn comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. Chúc cho bạn kiếm được thật nhiều coin, thật nhiều tiền. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.